hành tiếp theo. Với chương trình nhập vào từ bàn phím N số nguyên, sau đó nhập tiếp số nguyên x, sau đó tính số lượng các phần tử có giá trị bằng x, số lượng lớn hơn và số lượng nhỏ hơn x. Hoạt động của bài này như hình vẽ này. Đề bài không yêu cầu là cố định nhập vào 10 phần tử hay là nhập vào 15 phần tử, mà là nhập vào N số. Người dùng có thể tùy thao tác người dùng có thể nhập vào 10 số hay là 15 số hay là 5 số. Trong quá trình thao tác là người dùng sẽ nhập vào, có nhập các phần tử mạng, sau đó nhập một số nguyên x, sau đó đếm số lượng nhỏ hơn, lớn hơn và bằng x, xem là mỗi loại có bao nhiêu, sau đó in ra màn hình này. Cái báo thư viện. Báo một mạng có số lượng phần tử đủ lớn, bởi vì là chúng ta cũng chưa biết là sẽ nhập vào bao nhiêu. Ví dụ khai báo 100 phần tử, một số nguyên n và tiếp theo là các cái một số nguyên x này, số lượng các ba cái số lượng nữa. Số lượng, ví dụ số lượng bằng, nhân số lượng bằng, nhân số lượng nhỏ này, nhân số lượng lớn, một số nguyên x này, và một số nguyên y là đóng vai trò chỉ số của mạng để nhập dữ liệu cho cái các phần tử của mạng này. Đầu tiên là in ra câu thông báo, nhập số lượng phần tử n, in ra câu thông báo dùng print. Theo là để nhập dữ liệu cho biến n này, số nguyên ta dùng lệnh scan, đặt tả là phần trăm d, số nguyên thì sẽ dùng phần trăm d nhập cho n. Sau đó bây giờ giải quyết bài này thì chúng ta cũng theo những cái tư duy của giống như các bài trước, đó là giải quyết lần lượt từng ý một. Đầu tiên là ý thứ nhất là nhập vào n số nguyên, thì cứ làm xong ý này đã rồi sau đó sẽ xét đến ý tiếp theo. Đầu tiên là nhập vào n số nguyên thì sử dụng vòng là for y xuất phát từ 0, mạng xuất phát từ 0 thì cho y từ 0 đến n trừ 1, đến n trừ 1 thì điều kiện lặp sẽ là y nhỏ n. In ra câu thông báo, nhập phần tử thứ, in ra giá trị của y, chỗ này sẽ là phần trăm d ở đây, in ra giá trị của y, scan vào cái đặt tả là phần trăm d phần tử mạng y. Như vậy đến đây là xong cái bước nhập dữ liệu cho n phần tử, n giá trị biến n đã được nhập ở bước trên này rồi. Tiếp theo sau bước nhập n phần tử sẽ là bước nhập vào số nguyên, nhập tiếp số nguyên x, in ra câu thông báo. Để tiết kiệm thao tác qua tay thì có thể chỗ copy cái phần này, vì là nó giống cái thao tác của nhập n. Copy dán vào đây, sửa lại n này là nhập số nguyên x, sửa n thành x. Như vậy thao tác được một cái, tiết kiệm được một cái thời gian gõ code bằng cách là copy lệnh này. Sau đó xử lý tiếp phần tiếp theo, đến số lượng này. Để đến được số lượng thì bây giờ ta sẽ xét tất cả các phần tử của mạng, và phần tử nào thỏa mãn cái này, thỏa mãn điều kiện là bằng x thì cho cái biến số lượng bằng tăng lên một đơn vị, phần tử nào thỏa mãn là giá trị của nó lớn hơn x thì cho biến số lượng lớn tăng lên một đơn vị. Và như vậy bây giờ xét tất cả các phần tử của mạng thì ta lại cho còn là for nó chạy. Sau đó là xét điều kiện if, xét giá trị mạng y này nếu bằng x, vậy bằng thì là điều kiện nó sẽ là hai nét hai cái ký tự bằng này, thì cho cái biến số lượng bằng tăng lên 1. Nhưng mà trước khi mà có thể thực hiện được lệnh cộng cộng này thì bây giờ ta phải để ý
trước cái lệnh cộng cộng này thì biến số lượng bằng này nó phải có một cái giá trị ban đầu rồi. Chứ nếu mà nó chưa có giá trị ban đầu mà thực hiện cái lệnh cho chính nó tăng lên một đơn vị này thì có thể chương trình nó sẽ lỗi ngay. Trước đấy thì nó phải có giá trị rồi. Và giá trị trước khi set, trước khi tăng lần lượt từng giá trị này thì cái biến này nó phải mang giá trị là không, ban đầu phải xuất phát từ không. Thì ta có thể gán cho nó giá trị bằng không ở trước vòng loop for này, hoặc là gán cho nó bằng không ở ngay đầu chương trình này cũng được. Tương tự như vậy cho biến số lượng nhỏ và biến số lượng lớn. Đầu tiên điều kiện thứ nhất là nếu mà cái phần tử mảng y mà giá trị bằng x thì cho biến số lượng bằng này tăng lên. Còn nếu sai, nếu sai thì nó có thể có lại có một trong hai trường hợp nữa là cái phần tử mảng y này nhỏ hơn x, trường hợp tiếp nữa là lớn x. Đấy, như vậy L thì ta lại phải xét tiếp, như vậy viết liền x tiếp cũng được, else if. Nếu mà điều kiện bằng là sai thì nó có thể là nhỏ hơn hoặc lớn hơn. À, nếu nhỏ hơn thì là cho biến số lượng nhỏ tăng lên. Còn nếu điều kiện này là sai thì cũng chỉ còn một trường hợp nữa là điều kiện bằng là sai và điều kiện nhỏ hơn là sai rồi, thì cũng chỉ còn một trường hợp là nó lớn hơn thì không cần phải viết tiếp if nữa, không cần viết tiếp if lớn hơn đây nữa, mà chỉ cần else và cả hai điều kiện trên là sai thì nó sẽ rơi vào trường hợp là lớn hơn, thì cho biến số lượng lớn tăng lên. Như vậy kết thúc của for này thì chúng ta đã đếm được về số lượng các phần tử bằng, các phần tử nhỏ và các phần tử lớn. Và sau khi đếm xong thì sẽ in kết quả lên màn hình, thì sẽ kết thúc cái for này thì enter để viết tiếp chương trình. Mình print in ra màn hình số lượng phần tử nhỏ hơn x. Nhưng mà chỗ này thì x nó có giá trị rồi, chỗ này ta nên in in luôn giá trị của x ở đây. Tức là chỗ này sẽ thay bằng đặc tả phần trăm d, đối số ở đây là x sau cái chuỗi điều khiển này. Số lượng nhỏ hơn x là, chỗ này sẽ in giá trị số lượng nhỏ, đối số thứ hai là biến số lượng nhỏ. Tương tự như vậy cho nhưng mà cũng in ra màn hình thì chúng ta sẽ in mỗi cái dòng, mỗi cái này trên một dòng, mỗi cái thông báo này trên một dòng, thì xuống dòng ở đầu cái lệnh như này, copy lệnh nó sửa nó hơn cho đến bằng bằng x là này, phần trăm d giá trị này, giá trị lớn hơn x là trăm d này, số lượng lớn từ chương trình. Cái nhìn đầu tiên nhập số lượng phần tử n, lượng nhập 10 10 phần tử, nhập phần tử thứ 0 lần lượt từng phần tử. Đây chạy rồi nhập một phần tử không, chương trình nó lỗi ngay, lỗi ngay ở ngay chỗ này. Thì bây giờ ta phải xét lại chương trình, chỗ này chờ kèn này thiếu cái ký hiệu về lấy địa chỉ, thiếu ký hiệu lấy địa chỉ vào một biến này. Nhưng mà gót giảm thẳng tên biến như này là lỗi ngay. Lại chương trình nhập 10 phần tử này, nó nhập lần lượt từ phần tử 1, nhập một số nguyên x, nhập một số ở giữa để đếm xem bao nhiêu. Nó chương trình nó sẽ in ra kết quả số lượng phần tử nhỏ hơn 5 là 4, 4 phần tử, số lượng phần tử bằng 5 là 1, số lượng phần tử lớn hơn 5 là 5. Tổng ba cái này nó phải bằng 10,
tầng 3 này số bằng số lượng tổng số lượng, tức là tổng số lượng là 10 phần tử 4, 1, 5, 10 từ một cái dãy số khác 10 phần tử. Bây giờ nhập một số x là ví dụ như số 2, có một số có một vài số 2 nó gặp lại này. Nhập số xem nó đến số lượng như nào. Số lượng phần tử nhỏ hơn 2 là 3. Nhỏ hơn 2 là có 3 phần tử số 1. Số 1 này. Nhỏ hơn 2 này. Số lượng phần tử bằng là 3, 3 số 2. Số lượng phần tử lớn hơn là 2 là 4. Có 4 số lớn 2 là 6, 6, 6, 6, 8. Tổng 3 này phải bằng 10 phần tử. Như vậy là chương trình đã chạy đúng.